Xin chào quý vị và các bạn thân mến, nếu các bạn đang tìm kiếm một máy tính xách tay cho phép bạn thỏa sức với các trò chơi bắn súng mới nhất hoặc đa nhiệm sau giờ làm việc, thì chiếc máy tính xách tay cảm ứng mà chúng tôi sẽ gửi đến các bạn ngay sau đây có thể sẽ chính là một sự lựa chọn tuyệt vời cho bạn. Nó được hỗ trợ bởi bộ vi xử lý mới nhất Intel Core i7, màn hình hiển thị độ phân giải hình ảnh mạnh mẽ, tất cả điều này được thu gọn trong một cỗ máy mỏng và nhẹ. Xin chào các bạn, tôi là Scott Stein. Nếu các bạn đang tìm một chiếc laptop chơi game có thiết kế đẹp, thì trên thị trường có rất nhiều sự lựa chọn cho bạn. Và chiếc Razer Blade 2014 chính là một trong số đó. Chúng ta thường nghĩ những chiếc laptop chơi game là những cỗ máy khổng lồ, nhưng chiếc Razer Blade lại có thiết kế rất đẹp. Trông nó rất giống chiếc MacBook Pro với màn hình Retina. Máy có thiết kế mỏng với vỏ kim loại màu đen, mang lại diện mạo rất đẹp, khiến ai cũng phải chú ý. Chiếc máy này đã từng được ra mắt năm ngoái với phiên bản 14 inch. Trước đó là chiếc Razer Blade 17 inch, màn hình cảm ứng và touchpad nằm lệch một bên vào giao diện Switchblade. Kiểu thiết kế này vẫn được giữ nguyên trên chiếc Razer Blade Pro. Chiếc Razer Blade 14 inch năm ngoái đã chiếm được tình cảm của chúng tôi nhờ thiết kế đẹp, thời lượng pin tốt và hiệu năng mạnh mẽ. Tuy nhiên, màn hình của chiếc máy đó thì lại không tốt lắm. Nó đã trở lại với màn hình độ phân giải 3200x1800 sắc nét và góc nhìn rất rộng. Các bạn đoán xem, đây là màn hình cảm ứng nữa đấy. Tính năng này rất hiếm trong thế giới laptop chơi game. Sẽ rất tuyệt nếu bạn sử dụng Windows 8. Đây đúng là một tính năng bổ sung thú vị. Cái này không quan trọng lắm khi chơi game, nhưng độ phân giải được nâng cao là một điểm tốt. Bên trong chiếc máy này là card đồ họa mới GeForce GTX 870 và vi xử lý Core i7 lõi tứ 8GB RAM. Tùy chọn thay đổi cấu hình duy nhất là dung lượng ổ cứng. Bạn có thể chọn ổ cứng SSD 128, 256, 512GB. Ổ cứng 128GB có vẻ hơi nhỏ đối với các game thủ. Đây không phải là một chiếc laptop giá rẻ. Bạn đang nói đến một cỗ máy trị giá 2.199 USD và phiên bản cao cấp nhất có giá 2.699 USD. Bù lại, bạn sẽ có được một cỗ máy chơi game cực kỳ mạnh mẽ. Chiếc máy này có thể xử lý game rất mượt mà, mang lại âm thanh tốt, thiết kế đẹp, bàn phím tốt, kiểu dáng tốt. Máy được trang bị 3 cổng USB 3.0. Điểm yếu của nó nằm ở mức giá và thời lượng pin. Thời lượng pin của nó không ấn tượng cho lắm. Tuy nhiên, không có chiếc laptop chơi game nào có thời lượng pin tốt cả. Nó có thời lượng pin 4,5 tiếng khi bạn sử dụng các tác vụ thông thường. Nhưng nếu bạn chơi game thì chắc chỉ dùng được khoảng 1 tiếng và máy sẽ bị nóng rất nhanh. Nhưng dù sao thì ta cũng không thể có mọi thứ trong một chiếc máy được. Nếu bạn muốn một chiếc máy có thiết kế mỏng mà lại mạnh mẽ, thì hiếm có sự lựa chọn nào khác trên thị trường. Chiếc Razer Blade vừa duyên dáng lại vừa cơ bắp. Tôi nghĩ đây là một sự cải tiến rất tuyệt vời đấy. Hãy tiếp tục cùng với chúng tôi đến với những thông tin thú vị xoay quanh thế giới Apple. Xin chào các bạn, tôi là Branton. Chào mừng các bạn đến với chuyên mục Apple Buy, một chuyên mục chuyên về những điều hay dở trong thế giới của Apple. Triển lãm các thiết bị công nghệ 2014 sắp diễn ra và các tin đồn xoay quanh chiếc iPhone đang nóng như lửa. Các fan của Apple chắc hẳn sẽ cảm thấy nổi da gà tuần này. Sau những hình ảnh về nguyên mẫu của chiếc iPhone 6, dựa trên các bản vẽ kỹ thuật xuất hiện trên trang MacFan của Nhật tháng trước, được đưa lên mạng, đã có một cuộc chiến bàn phím xoay quanh chủ đề. Đây là chiếc iPhone 6 4,7 inch hay 5,5 inch. Bởi vì hình ảnh này không thể hiện bất cứ kích thước này, và chúng tôi không biết kích thước bàn tay của người cầm nguyên mẫu đó. Nguyên mẫu này cho thấy, thiết bị mới có thiết kế mỏng hơn rất nhiều, cùng với các phím chỉnh âm lượng dẹt kéo dài, cùng cụm camera lồi như trên chiếc iPod Touch. Đây vẫn chỉ là hàng dựng mà thôi, và họ đã tham khảo hình ảnh case bảo vệ rò rỉ trước đó. Nhưng ta hãy cứ coi như thế hệ iPhone mới trông sẽ gần như vậy đi. Chắc tôi nên đến xí chỗ trước cửa hàng của Apple ngay thôi. Tiếp tục với các thông tin về thiết kế, trang mạng Unbox Therapy cho rằng chiếc iPhone mới có thể chỉ mỏng như chiếc iPod Touch sau khi đặt chiếc iPod Touch thế hệ 5 vào case bảo vệ của chiếc iPhone 6 4,7 inch có xuất xứ từ Trung Quốc. Kết quả cho thấy, chiếc ốp này hoàn toàn khớp với chiều dày và các nút chỉnh âm lượng của chiếc iPod. Chiếc ốp iPhone 6 này thậm chí còn mỏng hơn chiếc iPhone 5. Từ khi họ ra mắt chiếc iPod Touch là tôi biết ngay họ sẽ tạo ra một chiếc iPhone có độ mỏng tương tự rồi. Sản phẩm này có thể sẽ sớm được ra mắt thôi.
Theo UBS Research, đối tác sản xuất tinh thể sapphire của Apple, GT Advance đã bắt tay vào sản xuất và thậm chí đã chuyển một lô hàng nhỏ cho một đối tác chịu trách nhiệm sản xuất tấm bảo vệ màn hình của Apple tại Trung Quốc. Báo cáo cho biết, GT Advance vẫn chưa hoạt động hết công suất, kế hoạch xây dựng 400-500 lò nung trong quý 1 2014, thêm 900-1000 lò nung trong quý 2. Báo cáo trước đây cho biết, GT Advance có thể sản xuất 100-200 triệu màn hình sapphire mỗi năm. Đó là toàn bộ đơn đặt hàng cho chiếc iPhone và iWatch. Nhân tiện nói về đồng hồ, theo các nguồn tin của tờ China Times, các nhà cung ứng của Apple cũng đã bắt đầu sản xuất chiếc iWatch với số lượng nhỏ. Họ cũng cho biết, chiếc iWatch sẽ sử dụng thiết kế System in Package, cho phép sắp xếp nhiều vi xử lý trên một module duy nhất, và Apple có thể bố trí nhiều cảm biến trong thiết kế nhỏ gọn này. Cũng theo trang tin này, chiếc iWatch của Apple được cho là sẽ xuất hiện vào tháng 9 với hai kích thước. Tuy nhiên, đây vẫn chỉ là suy luận mà thôi. Tuần này, Apple đã cho ra mắt một sản phẩm, đó là chiếc MacBook Air thế hệ mới, trang bị vi xử lý Intel Haswell lõi kép, tốc độ 1.4 GHz. Các thông số còn lại gần như không thay đổi. Tuy nhiên, thời lượng pin trên thiết bị này đã được cải thiện với 9 tiếng trên phiên bản 11 inch và 12 tiếng trên phiên bản 13 inch, so với 8 và 10 tiếng trên các model tương ứng trước đây. Điểm Geekbench cho thấy chiếc E mới có hiệu năng cao hơn một chút so với model đời trước ở cả phép thử với các tác vụ sử dụng một lõi và đa lõi 32 bit. Điều thú vị nhất là giá của thiết bị này sẽ thấp hơn $100 so với đời trước. Bạn có thể mua được một chiếc notebook phân khúc thấp của Apple với giá chỉ $899. Còn điều gì tuyệt vời hơn thế không? Phiên bản 11 inch 2012 được tu sửa lại cũng đã có giá $599. Phiên bản này hiện đã bán hết và tôi không nghĩ là còn hàng để mua đâu. Nhưng khi model mới được bán ra, bạn vẫn có thể có một thương vụ hời với những máy còn bảo hành chính hãng Apple. Đó là một gợi ý nhỏ cho các bạn thôi. Đến với chuyên mục điểm tin, Hulu mới đây đã tuyên bố rằng trong mùa hè này, những người không có tài khoản mất phí của Hulu sẽ có thể xem toàn bộ các show truyền hình thông qua ứng dụng di động của Hulu trên iPad và iPhone. Nội dung sẽ vẫn được hỗ trợ và ứng dụng Hulu tung ra mùa hè này cũng sẽ được tân trang lại. Chúng tôi không biết nội dung nào sẽ có trên ứng dụng này, nhưng tôi nghĩ nó sẽ giúp họ thu hẹp khoảng cách 6 triệu người dùng với con số 44 triệu người dùng của Netflix. Những người hay làm việc trên thiết bị di động chắc hẳn sẽ vui khi nghe tin này. Google đã mang Google Docs và Google Sheets miễn phí lên hệ điều hành iOS cho iPhone và iPad. Trước đây, ta chỉ có thể truy nhập tài liệu qua ứng dụng Google Drive hay trình duyệt web. Họ còn nói kế hoạch tung ra ứng dụng thuyết trình Google Slides trong thời gian tới. Bộ ứng dụng Microsoft Office cho iPad bao gồm Word, Excel và PowerPoint cuối cùng cũng đã có tính năng in ấn thông qua AirPrint, nhưng bạn vẫn phải đăng ký dịch vụ Office 365 để chỉnh sửa và tạo tài liệu mới. Chuyên mục tuần này đến đây là kết thúc. Các bạn có thể gửi email về cho chương trình hay qua tài khoản Brian Tom của tôi trên Twitter. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Tôi là Brian Tom. Chúng ta sẽ gặp lại nhau cùng các thông tin mới nhất về Apple. All right, thanks so much for watching. I'm Brian Tong, and we'll catch you guys next week for another Bite of the Apple. Một món quà tặng sẽ không bao giờ là lỗi mốt hay thừa thãi, nhưng tặng quà mang đầy đủ ý nghĩa có khi là cả một vấn đề. Cuộc sống hiện đại với nhiều tiện ích công nghệ đang ngày càng trở nên phổ biến. Chính vì vậy mà trong chuyên mục đánh giá top 5 các sản phẩm công nghệ ngày hôm nay, chúng tôi sẽ gửi đến các bạn những gợi ý đánh giá các sản phẩm công nghệ dành cho người cha thân yêu của mình. Tất nhiên là những gợi ý này sẽ dành cho những ông bố yêu công nghệ và sau đó sẽ là những đánh giá top 5 thú vị khác. Việc mua quà cho bố rất khó. Tủ quần áo của bố thì như một bảo tàng thời gian, rồi cả những chiếc dép và khăn tắm mà ông không bao giờ dùng. Năm nay, hãy làm bố ngạc nhiên với một vài thứ mới mẻ, đó chính là các sản phẩm công nghệ. Tôi là Donald Bell, hôm nay chúng ta sẽ điểm qua 5 món quà công nghệ dành cho bố theo lựa chọn của các biên tập viên CNET. Bắt đầu với vị trí chót bảng là một chiếc xe mới. Đây không phải là một ý tưởng ngon ngào nhất, nhưng vì chúng tôi đã đánh giá rất nhiều mẫu xe, nên chúng tôi nghĩ cũng nên giới thiệu cho các bạn một chiếc. Năm nay, chiếc xe có thể khiến cuộc sống của bố trở nên khủng hoảng sẽ là chiếc Chevy Corvette Stingray 2014. Với $52,000, bạn có thể mua về một chiếc xe nhanh như chớp, cùng rất nhiều công nghệ tiên tiến. Nếu chúng giải độc đắc thì tôi cũng mua một chiếc đấy. Nhưng dù sao thì cứ gợi ý cho bố vui. Món quà ở vị trí thứ tư có vẻ thực tế hơn, một chiếc điện thoại mới. Mấy ông bố lớn tuổi vẫn sử dụng những chiếc BlackBerry đồ cổ đeo bên hông. Hãy cho họ thấy điện thoại ngày nay là như thế nào. Samsung Galaxy S5 với vô vàn tính năng.
HTC One M8 cá tính hay chiếc Galaxy Note 3 nếu bố thích đọc sách trên màn hình rộng. Xếp trên một bậc là máy tính bảng. Nếu bạn phát chán với việc bố cứ cầm máy tính bảng của bạn vào phòng ngủ, thì hãy mua cho ông một chiếc để dùng riêng. Chiếc iPad Air sẽ là thứ có sức mạnh khoe khoang nhất. Nếu bố thích dùng hệ điều hành Android hơn, hãy mua một chiếc Nexus 10. Nếu bố đã 90 tuổi, thì hãy mua cho ông một tấm đá granite và đồ đục đẽo. Có lẽ bố sẽ vui hơn với món quà này. Lựa chọn đứng ở vị trí thứ hai là bạn có thể nâng cấp công nghệ xem phim cho bố. Ngoài chiếc ghế êm ái, bạn có thể mua đầu thu Roku 3 hay Roku Stick. Nếu bố thích thiết bị giải trí âm thanh, bạn có thể mua dàn Sonos Play 1 với giá rất phải chăng, $200. Đây là một lựa chọn mà bạn có thể chắc chắn rằng nó có thể đáp ứng được gu thẩm âm của bố. Và món quà công nghệ tốt nhất cho bố chính là một chiếc TV màn hình lớn. Nếu bạn muốn một chiếc TV với chất lượng hình ảnh tốt, hãy chọn chiếc Samsung PNS8500, chiếc TV Plasma cuối cùng. Hay để có một chiếc TV màn hình to nhất, hãy chọn chiếc Sharp LCLE650U. Cả hai đều là những khoản đầu tư đáng kể, nhưng các bạn đều biết rằng khi bố đã ngủ gật trên ghế rồi, thì bạn có thể thoải mái xem kênh mình thích mà. Và đó là 5 món quà công nghệ mà bố sẽ cảm thấy mình được tôn trọng hết mực. Để xem thêm các ý tưởng khác như game, máy tính, máy ảnh cho bố, các bạn hãy truy nhập trang web cnet.com. Tôi là Donald Bell, cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Mùa hè đã đến rồi, nhưng có thể nhiều người chưa sẵn sàng để diện những bộ bikini. Vì thế, hôm nay tôi sẽ giới thiệu tới các bạn những thiết bị theo dõi luyện tập thể thao tốt nhất. Danh sách này sẽ không có chiếc Fuel Band vì Nike không còn sản xuất thiết bị này nữa. Cả chiếc Fitbit Fox vì nó có thể khiến bạn bị rụp ra tay. Ta sẽ loại các sản phẩm đó ra. Hôm nay chúng ta sẽ điểm qua 5 thiết bị theo dõi tập luyện thể thao tốt nhất theo đánh giá của biên tập viên cấp cao Sportstein. Bắt đầu với vị trí chốt bảng là Misfit Shine. Với $100, bạn sẽ có trên tay thiết bị theo dõi luyện tập thể thao hiện đại và bí ẩn nhất. Bạn có thể đeo nó ở cổ tay áo hay gắn nó lên chiếc vương miện làm bằng giấy bạc để chơi với mèo. Nghe có vẻ buồn cười, nhưng vẫn còn hơn là tự quảng cáo mình là Johnny thể hình. Thiết bị này chỉ tương thích với các thiết bị chạy hệ điều hành iOS. Các bạn đừng để mất nó nhé, vì việc miêu tả nó với nhân viên trông đồ thất lạc sẽ cực kỳ khó đấy. Đứng ở vị trí thứ tư sẽ rất phù hợp với những người dùng Android, chiếc Basic Band. $200 cho một chiếc vòng đeo tay không lộng lẫy nhất trên thị trường. Tuy nhiên, nó có màn hình và một vài tính năng độc. Nó có thể theo dõi giấc ngủ, đếm nhịp tim và số bước chân. Thiết bị này đồng bộ qua Bluetooth và có thời lượng pin 4 ngày. Ứng dụng đi kèm với thiết bị có tác dụng khích lệ rất lớn khi đưa ra các mục tiêu và phần thưởng. Nó vẫn hơi to, nhưng nếu bạn muốn một thiết bị trông như đồng hồ, bạn có thể sẽ không thể rời mắt khỏi nó đâu. Xếp trên một bậc là chiếc Fitbit Flex. Đây là một trong những cái tên quen thuộc nhất trong danh sách này và cũng là một trong những sản phẩm giá nhất. Chiếc Flex đang cố gắng vượt qua scandal do chiếc Fox gây ra và kể từ khi ra mắt trên thị trường, nó vẫn là một sản phẩm rất thành công với giá chỉ $99. Với thiết kế vừa tay, khả năng chống nước cùng khả năng đồng bộ dữ liệu không dây với iPhone và một vài mẫu điện thoại Android, cả máy tính Mac lẫn PC, đây quả là sự lựa chọn tốt nhất rồi. Điều khiến tôi do dự đó là họ chưa tung ra sản phẩm nào mới kể từ khi chiếc Fitbit Fox bị thu hồi. Ở vị trí thứ hai là chiếc Jawbone Up 24. Cũng giống như chiếc Misfit, thiết kế của nó cũng sẽ thu hút sự chú ý của bạn. Với mức giá $100, thiết bị theo dõi luyện tập thể thao thời trang này có vẻ không phải là sự lựa chọn tôi. Thiết bị này không có màn hình hay cảm biến đếm nhịp tim. Điều quan trọng nhất là bạn có thể sạc một lần và dùng nó cả tuần. Thiết bị này tương thích với cả thiết bị chạy hệ điều hành iOS và Android. Trước khi đến với thiết bị ở vị trí số 1, tôi sẽ liệt kê một vài lý do khiến bạn phải tạm hoãn dự định mua một thiết bị theo dõi luyện tập thể thao. Đó chính là Apple và Google. Đây đã là năm thứ 3 kể từ khi mọi người mong chờ Apple ra mắt chiếc iWatch. Trên thực tế, cái chết của chiếc Nike Fuel Band bị nghi là có mối liên hệ với chiếc iWatch. Và dự án thiết bị đeo tay Android của Google sẽ khởi động từ năm nay. Chúng ta đã được xem những hình ảnh về một thiết bị đeo tay mang kiểu dáng cổ điển mà hãng đang phát triển. Nếu bạn nghĩ hai hãng này sẽ tung ra sản phẩm với giá dưới $200, thì bạn thật có khiếu hài hước. Thiết bị theo dõi luyện tập thể thao số 1 mà biên tập viên Scott Stein đề xuất là chiếc Withings Pulse O2. Đây là phiên bản nâng cấp mới nhất của thiết bị mà chúng tôi rất thích trong năm 2013. Thiết bị mới này được cải tiến ở phần dây đeo. Nó có khả năng kiểm tra lượng oxy trong máu, ngoài khả năng đo nhịp tim và số bước. Sản phẩm này có giá $190, tương thích với cả thiết bị iOS và Android. Nó còn nằm trong
hệ sinh thái của Witchin, bao gồm cân điện tử và hệ thống theo dõi giấc ngủ. Thiết bị này có thời lượng pin 2 tuần. Nếu nó không thể giúp bạn có một thân hình chuẩn, thì đã đến lúc bạn rút ví trả tiền cho một huấn luyện viên riêng rồi đấy. Và đó là 5 thiết bị theo dõi luyện tập thể thao có thể giúp bạn sở hữu một thân hình đẹp hơn. Để xem thêm các thiết bị tương tự, các bạn có thể truy cập trang web top5.cnet.com. Tôi là Donald Bell. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Trong phần cuối của chương trình ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng đến với những thủ thuật công nghệ mới. Và thủ thuật ngày hôm nay sẽ là giải pháp thông minh dành cho những người yêu nhạc. Xin chào các bạn đến với chuyên mục thủ thuật công nghệ. Chuyên mục tuần này sẽ dành toàn bộ thời lượng cho âm nhạc. Công nghệ âm thanh đã thay đổi chóng mặt trong 10 năm qua. CD, iPod, smartphone và cả tablet. Và chúng ta sẽ sớm có khả năng chơi nhạc trực tuyến qua Facebook. Tuy nhiên, chúng ta chưa tiến tới bước đó đâu. Với tinh thần đó, ta sẽ cho đi những cái cũ và đem về những cái mới. Chúng ta sẽ xem những cách nghe nhạc, tìm nhạc mới và hôn tạm biệt những chiếc CD cũ. Trước hết, chúng ta sẽ xem những cách tuyệt nhất để nghe nhạc từ các dịch vụ đăng ký nghe nhạc trong thời kỳ hậu iTunes. Nếu bạn chưa từng đăng ký sử dụng dịch vụ nghe nhạc, việc tìm kiếm một dịch vụ phù hợp với bạn có thể là một việc rất khó khăn. Tôi sẽ chỉ cho các bạn những cách nghe nhạc tiện lợi và hợp túi tiền. Vậy tại sao bạn lại sử dụng các dịch vụ này? Lý do thứ nhất là nó mang đến cho bạn hàng triệu bài hát. Ngoài ra, bạn sẽ không phải lo đến việc tổ chức kho âm nhạc của mình, vì các bài hát đều đã được sắp xếp cho bạn trên kho lưu trữ đám mây. Hơn nữa, hầu hết các dịch vụ này đều cho phép dùng thử miễn phí từ 1 tuần đến 30 ngày, mà bạn không phải cam kết sử dụng lâu dài. Vậy điểm trừ của các dịch vụ này là gì? Thực ra, bạn không sở hữu những bài hát này. Về cơ bản, bạn chỉ thuê nó trong một lúc. Tài khoản đăng ký, danh sách và các bài bạn chọn sẽ biến mất nếu bạn không đăng ký lại. Ngoài ra, bạn không thể tìm thấy mọi bài hát trên các dịch vụ này. Ví dụ, các bài hát của Beatles không thực sự phổ biến và các bài hát mới cũng không xuất hiện ngay trên các dịch vụ này. Trên thực tế, các ca sĩ vẫn sản xuất ra các bài hát này cũng không thu được nhiều tiền từ các dịch vụ. Bạn còn nhiều cách khác tốt hơn để ủng hộ ban nhạc hay nghệ sĩ mình yêu thích. Nói chung, nếu bạn là fan âm nhạc thực sự, thì bạn sẽ tìm được nhiều thú vị từ các dịch vụ này. Vậy, các dịch vụ này hoạt động như thế nào? Ví dụ, Spotify là một trong những dịch vụ nghe nhạc phổ biến nhất. Họ có ứng dụng trên máy tính bảng, điện thoại và máy tính. Bạn có thể tải về miễn phí. Sau khi đăng nhập, bạn có thể tìm kiếm bài hát hay nghệ sĩ miễn là bạn có kết nối Internet. Bạn không phải trả tiền để nghe, nhưng nếu không trả phí, bạn sẽ không có được các tính năng linh hoạt như các tài khoản mất phí. Bạn có thể tìm kiếm bài hát, album, nghệ sĩ. Nếu bạn không trả phí, bạn sẽ phải nghe đi nghe lại các đoạn audio quảng cáo. Ứng dụng Spotify phiên bản miễn phí trên máy tính bảng và máy tính sẽ không phát tất cả các bài hát mà bạn tìm được. Chuyển sang điện thoại, bạn cũng không thể nghe một bài hát cụ thể. Bạn chỉ có thể nghe cả album hoặc danh sách các bài hát trong chế độ trộn bài mà thôi. Khi đăng ký trả phí, bạn sẽ không phải nghe quảng cáo và bạn có thể nghe bất cứ bài nào bạn tìm thấy trên mọi thiết bị. Khi trả phí, bạn sẽ có thể tải bài hát về để nghe lại. Các dịch vụ như radio cũng hoạt động tương tự. Họ sẽ cho bạn quyền truy cập miễn phí vào một số phần. Nhưng để sử dụng mọi tính năng, bạn sẽ phải trả phí. Có rất nhiều dịch vụ nghe nhạc trên thị trường, mỗi dịch vụ lại có điểm mạnh, điểm yếu riêng. Nhưng điều thú vị là bạn có thể dùng thử miễn phí hầu hết các dịch vụ này để xác định xem dịch vụ nào là tốt nhất cho mình. Nó cũng cho thấy cách chúng ta tiêu thụ các nội dung giải trí ngày nay như thế nào. Trả phí hàng tháng để truy cập một kho nội dung đồ sộ. Không phải loại hình giải trí nào cũng hoạt động như vậy, nhưng với âm nhạc thì đây có vẻ như là cách tốt nhất. Các bạn thân mến, nếu các bạn vẫn đang sống trong thời đại CD hay iTunes, thì rất có thể âm thanh trong nhà bạn vẫn phát ra từ dàn stereo hay từ đồng hồ tích hợp radio. Tuy nhiên, bạn không đáng phải chịu cảnh đó. Bạn sẽ tốn cả đống tiền, dòng cả mớ dây dợ vòng quanh nhà mà vẫn không thể nghe được âm thanh ở mọi phòng trong nhà. Vì nếu chỉ có một cái chăn trắng tinh trong phòng ngủ thì như thế chưa phải là hưởng thụ đâu. Nếu bạn muốn phát nhạc từ điện thoại ra nhiều loa đặt quanh nhà, bạn sẽ tìm thấy ngay sản phẩm đáp ứng nhu cầu này. Sản phẩm này có tên Rocky, một thiết bị có giá 49 đô la Mỹ, đi kèm với nó là một chiếc loa. Điều thú vị là bạn có thể sử dụng ngay những chiếc loa mình hiện có. Sau đây là cách thiết lập. Đầu tiên, ta sẽ kết nối mỗi thiết bị Rocky với loa. Điều thú vị ở đây là bạn có thể mua thiết bị đầy màu sắc này theo màu của loa, hoặc để phân biệt những viên đá này với nhau.
Tôi đã mua một chiếc màu xanh lá, hồng và da cam. Rất nhiều màu sắc vui nhộn trong bộ sưu tập của tôi. Ta sẽ cắm loa qua cổng line-in, rồi nhấn nút nguồn bé xíu ở đây. Khi thiết bị đã bật, bạn sẽ nhìn thấy đèn LED nhấp nháy. Thiết bị này sẽ phát thông báo để ta bắt đầu thiết lập. Tôi đã khởi động thành công chế độ hotspot. Được rồi, giờ bạn đã có thể thiết lập những phần khác trong ứng dụng. Tuy nhiên, tôi còn phải kết nối hai loa khác nữa. Tôi đã khởi động thành công chế độ hotspot. Tôi đã khởi động thành công chế độ hotspot. Tuyệt quá, tất cả các thiết bị của tôi đã ở chế độ hotspot. Điều này có nghĩa là tôi có thể chuyển sang bước tiếp theo và cài đặt trên ứng dụng. Trên thực tế, trong phần cài đặt Bluetooth, bạn sẽ thiết lập trên một mạng Wi-Fi riêng. Nó sẽ cho phép ta điều khiển mọi loa thông qua một chiếc điện thoại. Đây rồi, tôi có 3 thiết bị Rocky. Tôi sẽ thiết lập cho từng cái. Tôi biết mình đang thao tác với viên đá này vì đèn LED đang phát sáng màu đỏ. Tôi sẽ đặt tên theo màu của thiết bị, màu xanh lá. Tiếp đến là chọn mạng Wi-Fi. Tôi đã khởi động thành công chế độ hotspot. Chiếc Rocky của tôi đã xong. Giờ tôi sẽ chuyển sang những chiếc loa khác. Tôi đã kết nối thành công tới router Wi-Fi của bạn. Đã xong một cái nữa, tôi sẽ thiết lập nốt một chiếc còn lại. Tất cả các thiết bị của tôi đã sẵn sàng hoạt động, vì khi tôi nhấn vào thanh màu xanh trên màn hình, tôi có thể thấy danh sách liệt kê từng thiết bị. Trước khi bắt đầu phát nhạc qua các thiết bị này, tôi sẽ đặt chúng ở các phòng khác nhau. Tôi đã đặt các thiết bị của mình ở quanh nhà và giờ tôi có thể phát nhạc thông qua chúng. Một điều các bạn nên biết là Rocky hiện chỉ hỗ trợ những bài hát bạn lưu trong điện thoại. Tuy nhiên, các ứng dụng nghe nhạc trực tuyến như Spotify hay Pandora cũng sẽ sớm được hỗ trợ. Tôi đang có một bài hát của Aloha Screwdriver. Đầu tiên, tôi sẽ bấm vào thanh màu xanh, chọn thiết bị Rocky. Hiện chiếc Rocky màu xanh đang ở ngay chỗ tôi. Bấm Play và ta sẽ có thể nghe nhạc thông qua thiết bị đó. Tuyệt quá, giờ tôi có thể làm tương tự với các loa khác. Bấm vào thanh trên cùng, chọn loa, chọn bài và phát nhạc. Nếu tôi muốn dừng, phát hay đổi bài, tôi chỉ cần bấm vào thanh trên cùng. Tôi sẽ chọn chiếc Rocky màu hồng trong bếp. Ở menu bên trái, tôi có thể chọn bài hát khác hay dừng phát nhạc. Rocky hiện là sản phẩm đầu tiên cho phép bạn phát nhạc từ điện thoại ra nhiều loa không dây. Tuy nhiên, trong tương lai, ta sẽ còn thấy nhiều đối thủ khác xuất hiện. But we should see some competitors come into the mix in the future. Vậy là các bạn đã biết cách để phát nhạc đi khắp mọi căn phòng trong nhà. Nhưng bạn sẽ làm gì với hộp đĩa CD nằm trong tủ? Bạn phải làm điều gì đó thôi, vì ngay cả nhiều model máy tính ngày nay cũng không được trang bị ổ quang để đọc cái loại đĩa này. Tôi sẽ chỉ cho các bạn cách copy từ nhạc đĩa CD vào máy tính và tống những chiếc đĩa đó ra khỏi nhà. Chẳng còn lý do gì để vương vấn những chiếc đĩa CD nữa. Ta đã có iTunes, Spotify và khoảng 100 dịch vụ nghe nhạc khác. Bạn có thể tải về hoặc nghe trực tuyến mọi bài hát. Tuy nhiên, vẫn có trường hợp ngoại lệ là khi bạn còn giữ những chiếc CD hiếm mà bạn chưa copy vào máy thì bạn chưa thể bỏ chúng đi được. Tôi sẽ chỉ cho các bạn cách làm việc này một cách dễ dàng. Sau đây là những thứ bạn cần: một chiếc máy tính có ổ quang, iTunes mọi phiên bản, đĩa CD và smartphone.
Bước đầu tiên là chụp ảnh đĩa CD. Chiếc CD này là một ví dụ thú vị. Nó là một chiếc đĩa tôi nhận được từ một người bạn ở Nhật. Tôi rất xúc động khi đọc dòng chữ trên bìa đĩa. Tôi sẽ chụp ảnh bìa của chiếc đĩa này. Tôi sẽ chọn khung vuông để không phải mất thời gian cắt khúc ảnh sau này. Chụp ảnh và gửi email vào chính hòm thư cá nhân của bạn. Bước tiếp theo là cho đĩa vào máy tính. Ngay khi ta cho đĩa vào, iTunes sẽ cố gắng thu thập mọi thông tin về chiếc đĩa này, như các bài hát và tựa đề. Tuy nhiên, vì đây là một chiếc đĩa hiếm, nên nó sẽ không cho ra kết quả cụ thể nào. Nó sẽ chỉ hiển thị các thông tin chung chung như tên album và audio CD, và các bài hát có tên là track 1 đến track 14. Vậy là ta sẽ phải điền thủ công thông tin từng bài. Để làm việc này, bấm vào CD Info. Tôi sẽ để tên bạn mình là tên nghệ sĩ, tên album là CD From Japan để ghi nhớ. Bước tiếp theo là copy nội dung đĩa. Ta sẽ bấm vào Import CD ở góc trên bên phải. Hộp thoại sẽ xuất hiện với các tùy chọn. Với tôi, chiếc đĩa này mang nhiều cảm xúc hơn là chất lượng âm thanh. Tôi sẽ chọn chuẩn AAC 128 kilobit trên giây. Chuẩn này có chất lượng cao hơn MP3, có cùng tỷ số nén âm thanh. Nếu các bạn thực sự quá yêu quý chiếc đĩa, hãy chọn chuẩn lossless. Tuy nhiên, trong nhiều trường hợp, bạn sẽ thấy cảm xúc còn quan trọng hơn chất lượng âm thanh. Tôi vừa đưa được chiếc đĩa này kèm ảnh bìa đĩa vào library của tôi. Nếu bạn muốn thêm ảnh bìa đĩa cho một album hoặc ảnh cho từng bài, bạn có thể chọn Get Info và chèn từng ảnh riêng. Bạn có thể thoải mái sáng tạo ở phần này. Và đó là cách để ta số hóa những chiếc đĩa CD vào thư viện âm nhạc iTunes. Để tăng thêm giá trị, bạn có thể sử dụng iTunes Match của Apple với mức phí 24,99 USD một năm để tải mọi thứ lên kho lưu trữ đám mây và sao lưu về các thiết bị của Apple. Chuyên mục tuần này đến đây là kết thúc. Hy vọng các bạn đã có được điều gì đó hay biết được bài hát mới nào đó. Các bạn hãy cho chúng tôi biết ý kiến của mình về chương trình tuần này hoặc nói với chúng tôi qua tài khoản Donald trên Twitter. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Đến đây chúng tôi cũng xin được khép lại chặng đường khám phá thế giới công nghệ tuần này. Hãy tiếp tục cùng với chúng tôi đến với những thông tin mới, những trải nghiệm mới trong chương trình lần sau. Xin chào và hẹn gặp lại.